Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, tuần 12, trang 59, chính tả. Số 1 nhỏ, điền ốc hoặc ốc vào chỗ trống. Như vậy các em sẽ điền hai phần này vào chỗ trống những dòng ở dưới đây. Thì các em thấy ở đây từ con thì con, còn sóc các em điền, điền ốc. Rồi cần cẩu móc hàng kéo thì các em sẽ điền vần, vần ốc. Rồi mặc quần sóc sẽ là vần ốc. Rồi xe rơ móc các em cũng điền là vần ốc. Như vậy các em sẽ điền như sau: con sóc cần cẩu móc hàng kéo, mặc quần sóc, xe rơ móc. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là viết lời giải câu đố vào chỗ trống ở trong bảng. A. Để nguyên súp bát nhà nông, thêm huyền ấm miệng của ông cụ bà, thêm sắc từ lúa mà ra, đố bạn đoán được đó là chữ chi? Thì các em thấy ở đây, để nguyên súp bát nhà nông, cái chữ đó để nguyên súp là một cái tên, một con vật súp bát nhà nông đó là trâu. Thêm huyền ấm miệng của ông cụ bà, thì trâu các em thêm huyền sẽ thành trầu, tức là lá trầu ông cụ bà hay ăn. Rồi thêm sắc từ lúa mà ra, đố bạn đó đoán được đó là chữ chi? Thêm sắc trâu thì thêm sắc sẽ thành trấu. Trấu tức là cái vỏ ở bên ngoài của hạt lúa, thì sau khi người ta tách hạt lúa ra lấy gạo là chúng ta ăn, và cái vỏ đó thì gọi là trấu. Như vậy chữ cuối cùng ở đây là trấu. Rồi tiếp theo B, quen gọi là hạt chẳng nở thành cây, nhà cao nhà đẹp dùng tôi để xây, thì đó là hạt cát, tức là chẳng nở, cái hạt này chẳng nở thành cây, nhà cao nhà đẹp dùng tôi để xây, đó là hạt cát. Như vậy các em sẽ trả lời câu A. Câu A là các chữ trâu, trầu, trấu, và câu B là hạt cát. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em. Thank you.